Đỗ Vũ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 20 tháng 3 năm 2020 và trên màn hình quý vị đang nhìn đây chính là bộ trường kỷ bằng gỗ lim của Đỗ Vũ Đức Hiền mang mã số TK2 với cái giá ổn định. Cách đây 3-4 năm rồi chúng tôi vẫn bán là 30 triệu chưa kể phí vận chuyển. Có thể trước đây cách đây 3-4 năm thì có thể bao gồm phí vận chuyển trong phạm vi gần, nhưng mà giờ đây sau mấy năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa tăng giá, cho nên với cái giá này là giá ở tại xưởng thôi. Nếu như đi khoảng cách Hà Nội thì nó hết chừng 1 triệu trở lại, từ 700 1 triệu. Còn đi Vĩnh Phúc thì khoảng 1,5 triệu. Nếu mà đi Sông Lô thì chắc là cũng phải đến gần 2 triệu. Ở cái kích thước bàn là 60 x 1,3 m, cao 80. Cái kích thước ghế là chân nọ sang chân kia là 56, chân là 6 phân, mặt là 2 phân. Và nói chung là hàng thì mượt mà và đánh trần nguyên vân gỗ. Ở cái lưng là đục tùng cúc trúc mai, đục hai mặt. Đây, chỗ này là cây trúc này, ở chỗ giữa là hồng chỉ này, bên này là cây mai này, cây mai tượng trưng cho mùa xuân, và nãy cây trúc là mùa hạ. Thế bên này cây tùng đây là mùa đông, và bên này là cây cúc là tượng trưng cho mùa thu, tức là tứ quý bình an. Cái mẫu là hoàn toàn không thay đổi. Đồ gỗ Đức Hiền có đặc điểm là những cái mẫu gì mà đã được thị trường, đã được quý khách đánh giá cao là chúng tôi không có thay đổi. Bởi vì chúng tôi là bán toàn quốc và bán online rất nhiều, tức là cái hình ảnh như nào là sản phẩm phải đúng như thế. Nếu như bác nào mua đã ưng mà người nhà muốn mua lại là nó phải giống hệt, có thể nói là giống gần 100%, bởi vì làm thủ công cũng có lúc nó xê dịch khác một tí, nhưng mà về cơ bản là giống. Người mẫu của Đồ Gỗ Liền đứng gọn rồi xem nào. Thỉnh thoảng là tôi phải đưa hình ảnh người mẫu vào, bởi vì đây là bản quyền của Đức Hiền, tránh tình trạng hãng khác lại lấy cái hình ảnh của clip này. Và xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo cái số điện thoại 0984 666 999, hoặc Zalo là 0967 666 111. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 3 khu B của chúng tôi. Đồ Gỗ Đức Hiền có 3 khu A, B, C với cái diện tích là 2.500 m và với lượng hàng là tràn ngập luôn, rất nhiều. Đây, trong này vẫn còn rất nhiều. Sau khi bộ này đi thì trong xưởng cũng vẫn còn nhiều luôn. Nhưng mà quý vị nhìn thấy đây là tất cả nó đều có số ở dưới. Tôi vừa nhìn thì có bộ số 1019, tức là từ tháng 10 năm 19, là cách đây chừng 5 tháng. Trong đó cái bộ mà tôi quay đây là số 0318, tức là tháng 3 năm 18 là được tròn 2 năm. Cho nên là thường tôi sẽ chọn cái nào mà để lâu hơn để cho đi trước, vì nó đã khô kiệt rồi. Đây có một cái bàn đây có số 1019 đây. 1019 là tháng 10 năm 19 là được 5 tháng. Còn cái bộ này là 0318 thì sẽ cho bộ 0318 đi trước. Ở dưới gầm có số 0318. Xin tạm biệt quý vị tại đây.